Gì vậy? Thanh Thanh đi té. Cái gì? Thanh cái gì? Tía đã không cho con gặp nó mà cứ thành là sao? Anh Thành đang bị đờ. Bây giờ tía không giúp á, anh Thành bị đánh 100 rồi lận. Anh chết á tía. Thì nó làm gì nên tội á, bà chủ bà mới phạt nó. Dạ không phải, tất cả là do con. Tại sao do con? Con nói là bác cần nhân sâm để uống, cho nên á anh Thành đưa cho con củ nhân sâm thiệt là lớn luôn. Nói là cậu hai đưa. Trời ơi, Thành nói cậu hai đưa vậy sao nó còn bị đòn? Nhưng mà bà chủ không chịu tin. Tía giúp anh Thành đi tía. Được rồi, để tía dò la coi sao rồi mới tính cách được. Tía giúp anh Thành đi tía. Giờ tính sao ông? Thấy bà thử đem đi đốc tờ khác coi sao. Tôi đã đem đi ba ông rồi, ông nào cũng nói y chang như vậy hết á. Bây giờ nó khóc lóc, nó đòi tự tử ở trỏng kìa. Con giờ nó quẫn trí rồi, bà ráng theo sát nó nghe không? Tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ làm sao cho con mình nó bình thường kìa. Đốc tờ còn bó tay, giờ bà kêu tôi làm sao? Nhưng mà thằng rể của mình, nó bắt buộc phải sanh con cho nó. Trời ơi, nó làm vợ còn không xong rồi bây giờ đòi sanh con. Thì bởi vậy tôi mới kêu ông tính cho con. Chứ nó quẫn trí, nó nghĩ dại dột rồi, tôi với ông hối hận cả đời đó. Thôi giờ tôi tính vậy đi. Tính sao? Con mình nó lỡ dở khiếm khuyết vậy, thôi thì mình bù của cho thằng rể đi, bà thấy làm sao? Ừ ha. Vậy cũng được đó. Nếu như bù của mà con nó được hạnh phúc á, thì bù bao nhiêu tôi cũng chịu hết á. Cái gì đây? Mới mượn mấy chục bạc đã xài hết rồi ha. Mới sáng sớm qua đây để vay mượn nữa hả? Dạ thưa bà chủ, không phải vậy. Bữa nay tôi qua đây là xin bà chủ rộng lượng tha cho thằng Thành. Thì ra ông quỳ ở đây là xin tội cho cái thằng ăn cắp đó đó hả? Dạ anh Thành không có ăn cắp ăn trộm gì hết mà. Anh nói với con á là cậu hai cho ảnh, xin bà chủ hỏi lại cậu hai. Im miệng. Đồ của tao thì không được mang ra khỏi nhà tao. Tụi bay tó rập với nhau, dụ dỗ con trai tao mang đồ quý giá cho tụi bay. Tao chưa cho nó đi tù là may mắn lắm rồi. Sao? Hay là mày muốn đi tù chung với nó? Tao cho đi luôn. Dạ, dạ lạy bà chủ. Dạ, trăm sự tại nơi tôi. Thân già không lo nổi thuốc cho vợ, cho nên con gái đi than thở mới sanh ra cớ sự này. Giờ tôi xin bà chủ rộng lượng tha cho thằng Thành. Cho dù ai lấy củ sâm đi nữa thì cũng lỗi do tôi thưa bà. Dạ thưa bà, củ sâm đó là của cậu hai á, đưa cho thằng Thành, biểu thằng Thành đem về cho con Huệ. Cái đó chính mắt con nhìn thấy luôn á bà. Nhiều chuyện, đồ nuôi ông tay áo. May mà còn nói nữa, tao kêu thằng Tấn lôi đầu ra chuồng vịt dốt ngoài đó luôn à. Ủa? Dạ thưa má, con mới về. Ủa sao con về thình lình vậy? Rồi Phan chồng con đâu? Dạ chồng con ảnh mất đi làm á. Nè con ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi con. Dạ. Con về một mình như vậy chắc có chuyện gì quan trọng phải không? Dạ có chút chuyện. Có chuyện gì thì nói cho má nghe. Má chờ tin vui của hai vợ chồng con từng ngày từng giờ vậy đó. À thôi, để má đi lấy nước mát cho con uống nha. Đi đường xa chắc con cũng mệt rồi. Dạ, không cần pha nước đâu má, con không có khát. Trưa nay má nấu cơm thêm cho hai má con mình ăn. Dạ. Có chuyện gì thì nói cho má nghe nha. Có tin vui, có em bé rồi phải không? Dạ, cũng tin vui, nhưng mà không phải tin vui đó má.
Ủa là sao con? Dạ, ba má con mới cho thêm tiền hồi môn. Hổm con có nghe má nói kế bên nhà có bán miếng đất trải dài tới giữa trái cây. Nay con mang tiền về cho má mua, để nhà ở với chỗ buôn bán liền thành một. Lúc đó má đi qua đi lại dễ kiểm soát hơn. Ừ. Miếng đất đó đó má cũng ao ước lâu lắm rồi. Người ta kêu bán hoài à, nhưng tại vì má không có tiền nên má không có dám hỏi. Ủa mà sao con trùng ý với má vậy? Dạ, con đưa má trước nhiêu đây. Nếu thiếu má cứ đánh điện tính lên cho con, con gửi về thêm cho đủ nha má. Con nè, má cảm ơn con nhiều, nhưng nghe má nói nè, chuyện này đó thằng Phan chồng con có biết không? Con, chuyện tiền bạc là phải đồng vợ đồng chồng mới được nha con. Dạ, con tính để ra giấy tờ đàng hoàng rồi mới bất ngờ cho ảnh biết, lúc đó ảnh sẽ vui hơn má. Má đừng có ngại, tiền của con cũng như của chồng con mà má. Dạ, cậu cần gì hả cậu? Cậu cần gì cậu sai đi con làm cho. Tao kiếm thằng Thành, nó đâu rồi? Thằng Thành nó... Hả? Trời ơi, thôi nè, đi lên nhà trên, em đọc sách cho nghe. Đọc sách hoài buồn ngủ lắm, tôi đi kiếm thằng Thành có chuyện. Em đi lên nhà trên đi. Má kêu em đi theo canh anh đó. Má nói bây giờ ngoài em ra anh không còn ai hết. Má nói vậy đó. Dạ đúng rồi đó cậu, có vợ rồi á thì chồng đi đâu phải đem vợ theo đó. Vũ mà cũng nói vậy hả, là con nghỉ chơi Vũ luôn. Con là có vợ là chuyện của con, nhưng mà thằng Thành đó là bạn con, nó đi đâu con phải biết chứ. Anh sao vậy? Em mới là vợ anh nè, sao anh không đi canh giữ em mà suốt ngày đi tìm cái ăn người ở hoài vậy? Thằng Thành nó không phải là cái ăn người ở, nó là bạn của anh. Từ nhỏ tới giờ anh có mình nó là bạn thân à. Vợ là vợ mà bạn là bạn. Dạ, bữa nay cậu nói chuyện hay quá. Nhưng mà cậu ơi, bây giờ cậu đi lên trên nhà trên đi. Con với lại dì Sáu ở đây còn phải nấu cơm, rồi chuẩn bị cơm cho bà với lại cậu mợ nữa. Thôi, mình đi lên nhà nha. Không thôi, má xuống đây bây giờ. Đi. Vũ mà không kiếm được là gì đây cho con, là con bỏ cơm luôn. Không ăn. Anh Lương. Không ăn. Anh Lương. Chủ rồi. Má, cái gì vậy? Không ăn nữa. Cậu chủ ơi, cậu chờ chút mà chủ xuống á, cậu chủ hỏi con Thành nó ở đâu nha. Mà cậu chủ đừng có làm vậy, tôi sợ lắm. Vô sâu lắm, không thương vô nữa, vô để cho người ta bắt thằng Thành đi mất tiêu à. Lâu lắm, không thương vô nữa, vô để cho người ta bắt thằng Thành đi rồi. Bây giờ trời ơi, thằng Thành đâu rồi, con phải kiếm thằng Thành về đây, con không thương vô nữa. Cậu ơi. Thành ơi. Nè. Má. Nè. Đứng lên. Có chuyện gì? Có chuyện gì nói cho má nghe. Là má phải không? Má bắt thằng Thành đi đâu rồi? Dễ thằng Thành lại cho con. Nghe má nói nè. Con có vợ rồi. Thằng Thành nó đi đâu? Nó ở đâu? Thì kệ nó. Má đâu có rảnh đâu mà nuôi cái thứ ăn cắp trong nhà. Thằng Thành không phải là ăn cắp. Thằng Thành là bạn của con biết mà. Nè, nó là ăn cắp. Nó lấy củ sâm nhà mình đem đi cho thiên hạ. Nó không phải là ăn cơm, cái đó là má cho con. Con không muốn con mới đưa cho nó. Nó đem cho má con huệ chữa bệnh đi mần phước. Bây giờ má mà không ăn nó về cho con là con bỏ nhà đi luôn. Được rồi, bình tĩnh lại. Ơi, cái gì mà đi vòng vòng hoài không thấy nó đâu hết trơn vậy? Ở ngoài này làm gì có chòi trái nào đâu mà đi dắt ra ngoài này. Ai nói với gái là nhốt trong chòi? Chị chứ không nhốt trong chòi nhốt đâu. Nè, đừng có nói là ông gạt tôi ra ngoài này xong rồi ông định làm gì tôi đúng không? Tôi la lên à. Tối ngày nghĩ xấu với người ta không à. Vậy chứ ông dắt tôi ra đây làm gì? Mệt quá. Gì vậy? Nè, đừng nói tôi là nhốt con Thành như này nha. Thành ơi, ôi trời, nhau nhốt nơi dưới vậy. Thành ơi, chị gái nè, Thành ơi, lên tiếng giùm chị tiếng đi Thành ơi, chị kéo lên đi Thành. Thôi,
chân mà giơ tay cái gì? Trời ơi, cái gì mà ác quá vậy? Nhốt thằng nhỏ ở dưới, bịt kính mít rồi còn chói tay chói chân nữa. Lỡ như mà trời mưa bất tử xuống rồi nhỏ chết dưới luôn rồi sao? Bà kêu làm sao được làm vậy? Cái gì mà bà biểu sao làm vậy? Anh á thì anh quát hơn con quỷ nữa. Chi á, mấy bữa nay á tôi đi vòng vòng ra ngoài á kho, ở ngoài lẫm lúa, vô chuồng gà chuồng vịt tôi kiếm hoài không thấy nó đâu hết. Ôi, Thành ơi, Thành nói Thành em lên tiếng giùm chị cái đi Thành ơi. Chị gái nè Thành ơi. Nó không có lên tiếng luôn rồi. Có khi nào nó chết luôn rồi không? Thành ơi, chị gái nè Thành ơi. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Để tôi. Thành ơi, chị gái nè Thành ơi. Thành ơi, em ráng mở miệng ra uống miếng nước dừa nha Thành. Trời ơi, ông đổ kiểu này là thằng nhỏ sặc chết rồi sao? Sao cái gì gái cũng biết hết vậy? Sao không biết? Đó, bây giờ ông thấy thằng Thành nó sắp chết vậy đó. Ông vừa lòng hả dạ ông chưa? Thầy bà chủ muốn vậy, chứ đâu phải tại tôi. Tại vì anh toan hót với bà chủ. Tôi chỉ muốn lập công để kiếm tiền thưởng, đâu có ngờ hậu quả nó như vậy. Tôi chỉ muốn có tiền, tính chuyện lâu dài với gái. Nó cũng gì nghĩ về gái. Ông đừng có làm cái chuyện ác nhân vậy á, rồi ông đổ thừa là tại vì tôi, để mà tôi mang tội chung với anh nha. Nếu như mà anh nghĩ cho tôi á, thì anh đừng làm những cái chuyện bất nhân vậy nữa. Anh, về uống trà thanh nhiệt đi cho dễ ngủ nè. Cảm ơn em, nhưng anh không muốn bị ru ngủ bằng cách này đâu. Anh nè, vậy đi em cho coi cái này hay hơn đọc sách nữa nè. Giữ bí mật bữa giờ em mới bật mí đó. Không có bí mật nào giấu kỹ với ánh sáng của mặt trời hết. Vậy mà em có đó nha. Anh, đây là bằng khoáng đất mà em mua bằng tiền hồi môn của ba má cho hai đứa mình đó. Tiền của em, em muốn mua gì em mua, em muốn làm gì em làm, có liên quan gì đến anh đâu mà em phải nói. Anh nói gì kỳ vậy? Tiền của em thì cũng như tiền của anh thôi. Vậy cho lúc em mua á, em có nói anh tiếng nào hay không? Người ta nói là muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Bằng khoáng này là má chồng đứng tên đó nha. Ừ. Sao? Em mua đất mà để cho má anh đứng tên hả? Ừ. Em phải về xin ý kiến má, má chịu mới dám làm mà... đó nha. Mà làm chuyện này hồi nào? Thì bữa giờ em cứ đi đi về về là để lo cái chuyện này nè. Ra cái bằng khoáng thì mới nói cho anh. Má nói chủ nhật này á về hai vợ chồng mình cùng nhau cúng thổ công thổ địa với má. Anh cảm ơn em. Vợ chồng mà cảm ơn gì. Em chưa tắm, một hồi không ạ, để em đi tắm. Em chị ơi, em ráng ăn thêm mấy muỗng nữa đi. Dạ hồi. Thôi, nó nhịn đói cũng mấy ngày rồi, ăn nhiêu đó được rồi. Rồi chút ăn nữa. Dạ, con biết rồi. Chị gái. Dạ. Chị trứng này cho thằng Thành uống nè, cho nó mau hết bệnh. Ôi, dạ không được đâu cậu ơi. Cậu cất đi. Tôi ăn cháo ăn cơm vài bữa là tôi khỏe à. Vậy mày chắc khỏe lại rồi chơi tao không? Tôi hứa. Ý vậy lúc đó mày dẫn tao qua nhà Huệ đi, tao sẽ đưa cái này cho má con Huệ. Không được đâu cậu ơi, làm vậy là tôi bị đòn nữa, với lại con Huệ nữa, lỡ mà nó cũng bị bắt nhốt xuống giếng bỏ đói rồi bị đánh giống tôi, nó chịu không nổi đâu. Ai nói mày bị đánh nữa? Tao đã nói với má tao rồi, cái này á là má cho tao.
Tao muốn xong tao cho ai là quyền của tao. Ủa nếu mà không chịu á thì tao không thèm uống thuốc, tao cũng không thèm ngủ với vợ luôn. Ý cậu, cậu làm vậy đâu có được. Cậu với mợ mới cưới nhau mà. Mới cưới thì sao? Sách dạy á, chiều vợ cái gì thì tao làm y như cái nấy rồi. Đó là sách anh mua. Anh nói sách dạy như thế nào thì anh làm y như vậy. Nhưng đó là sách của anh mua. Nhưng tối hôm nay em sẽ cho anh đọc cuốn sách mà em mua. Đọc sách khác nữa hả? Tao đêm nào cũng bắt đọc sách vậy trời. Để cho tụi cứ ăn ngủ đi chứ. Mời vào. Dạ, con chào cậu. Con mời cậu xuống ăn cơm. À, mợ đi công chuyện chưa về đâu cậu. Mợ đi công chuyện gì mà giờ chưa về nữa? Dạ, con cũng không biết nữa. Sáng nay cậu vừa đi làm á, là mợ cũng thuê shipper chở mợ đi công chuyện tới giờ chưa có về. Ừ, được rồi. Tôi sẽ ăn cơm sau. Cảm ơn chị. Dạ, con chào cậu. Biết mình đi gặp khách hàng về trễ mà giờ không có ở nhà là sao? Sao? Rồi đây các người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Được nhiều cá không tía? Nè, có mấy con cá lóc cứng á. Con coi nấu cháo cho má con ăn đi. Dạ. Nhà còn gạo không con? Dạ còn. Để con làm cá, nấu cháo cho má ăn nha tía. Ừ. Ủa? Dạ. Sáng giờ má con chưa dậy hả? Dạ chưa. Không phải ngủ, mà cũng không phải thức nữa. Mà tía đừng lo, lát nữa con chưng sâm, xong rồi con cho má uống là má tỉnh liền à. Sâm ở đâu mà chưng vậy? Con làm tía hồi hộp hoài vậy quậy. Cái này á là chính cậu hai đi qua đây đưa tận tay cho má, kêu má uống để giữ lời hứa. Cái này vừa danh dự cậu hai thôi tía. Chà, cậu hai dạo này cũng biết lý lẽ quá ha. Dạ, cậu dạo này giỏi lắm á tía. Tại vì cậu đi đây đi đó nè, xong rồi tao còn đọc sách nữa. Mà con nghĩ một phần là cũng nhờ mợ hai á tía. Nhờ mợ cho nên bây giờ cậu đỡ nhiều lắm. Thằng Thành nó chiều cậu hai bấy lâu nay chắc cũng xấu mình xấu mẩy à nghe. Dạ, anh khổ lắm. Nhưng mà anh thương cậu hai thiệt lòng. Cậu hai cũng coi ảnh như là máu mủ ruột rà vậy á tía. Ừ, thôi con coi sắc sâm cho má con uống đi,
đặng bà tỉnh táo bà còn ăn cháo. Nói tới thằng Thành cái thôi, bày kể hết chuyện này tới chuyện nọ, hết buổi luôn à. Tía này, tại vì tía khó quá chứ bộ. Trời ơi, ta nói cái mùi bánh xèo đó thơm mà ở đằng sau con chịu không nổi luôn á. Ăn đi con. Sao? Công nhận nha, ở nhà mà không có chủ á, tự nhiên nghe ta nói nó khỏe cho cười gì đâu. Nói năng phải giữ miệng. Cậu hai đưa mợ hai đi về bển chơi rồi chiều về, chứ bà chủ đâu có cho bỏ phòng mới cưới đi qua đêm đâu mà tụi bay mừng. Ừ, có sao con nói vậy thôi. Mà đại bàn xá thấy không, bữa nay á được ngủ hẳn cẳng luôn, xong rồi hức dậy á còn có bánh xèo ăn nữa, nên con nói vậy thôi. Ủa mà gì sao? Ừ? Bà chủ đi đâu rồi? Bà chủ đi chùa cầu tự rồi. Là đi cầu em bé hả? Biết rồi còn hỏi nữa. Con nghĩ á chắc bà phải đi cầu tới kiếp sau luôn. Bay á, bay mà có bị cắt lưỡi á, tao không có nói vô tiếng nào đâu nha. Coi bộ ăn được quá ha. Ăn thèo ngon quá hay sao? Mà phải chi á, bữa nay mà có con Thành ở nhà hay ghê. Cái món này là cái món khoái khẩu của nó luôn á. Tội nghiệp nhỏ, đi theo hầu cậu hai, bây giờ có thêm mợ hai nữa, chắc nó mệt dữ lắm. Đang ăn uống ngon lành, nhắc nó làm chi vậy? Là mất ngon thiệt. Mày làm gì vậy? Mắc gì mà tự nhiên mày thù nó dữ vậy? Anh Bảy không biết hả? Ông Tấn này nè, tự nhiên á, ông ghét thằng Thành á một cách lẳng nhắc à. Ừ phải đó, thằng Thành nó có làm gì đâu mà mày thù nó dữ vậy hả Tấn? Mình cùng là người ăn kẻ ở với nhau á, thì mình phải nương nhau mà sống chứ. Nó là em út của mình, mày không thương, không giúp đỡ nó thì thôi. Nó thấy mày chướng quá à. Em út cái con khỉ, nó khác, tôi khác, cho nên tôi mới ghét. Khác chỗ nào? Nói sao nghe coi. Bằng tuổi nó, má tôi chết, ba tôi mang bán đứt, lấy 5 đồng bạc cắt, đi lấy vợ khác. Còn nó thì ở đợi nát lời mà được tới 10 đồng, sau này may ra còn được chuộc. Còn tôi nữa, có được chuộc đâu. Trời ơi, cái đó là chuyện của người lớn họ tính. Chứ nó đâu có biết gì đâu mà mày ghét nó. Lúc tôi vô nhà này, tôi phải ở ngoài lẫm lúa, tôi canh cái nhà, tôi canh chuồng trâu, sống như con chó vậy đó. Còn nó vừa vô làm sao? Ở nhà trên với cậu hai. Cũng là ở đợi với nhau mà, ở đợi thì phải chịu vậy thôi chứ. Đã là ở đợi thì phải ở ngoài mái trái, ở ngủ ngoài hè, ngủ chuồng trâu. Chăn trâu chăn vịt đó là chuyện bình thường. Nhưng mày khác nó, mày muốn cười là cười, mày muốn khóc là mày khóc. Còn nó muốn cười muốn khóc á phải theo ý của cậu hai. Mày muốn gì không? Thằng Bảy nó nói đúng á. Chỉ cần cậu hai nhăn mặt á là nó bị ăn đòn. Nay có thêm mợ hai nữa, mợ hai mà bị lạc miệng á, trời ơi chắc bà chủ không có tha cho nó đâu. Đúng rồi, giống như bữa nay nè, như anh được ăn bánh xèo á, thằng Thành nó có được ăn không? Cả nhà này ai cũng thương nó hết á, gái cũng thương nó, cho nên tôi mới ghét. Vô duyên. Nếu như mà anh muốn mọi người thương anh á thì anh sống sao á cho đàng hoàng đi. Không, nó không có cần là ai thương nó hết á, nó chỉ cần gái thương nó là đủ rồi, đúng không Tấn? Tự nhiên đang nói chuyện mà sao nó vô tim đen tôi chi vậy? Thôi, ráng sống cho đàng hoàng đi để con gái nó thương nha. Hôm nay cũng nhờ mấy cái bánh xèo này á mà mới biết làm sao á mày ghim gút trong lòng với thằng Thành. Gác tay lên trán mà suy nghĩ lại đi bay. Thằng Thành mới là đứa cô độc nhất trong cái căn nhà này đó. Xin các chư vị thánh thần hãy về thọ hưởng và chứng giám. Về đây cùng vui với má con tôi. Chốn suối vàng chóc ông hả dạ lắm phải không? Má con tôi nhớ ông nhiều lắm. Phải chi ông còn sống, ông hủ hỉ cùng tôi. Ông vui với tôi có cháu nội Đức Tôn nha ông.
Thưa má, con mới về. Thưa má, con mới về. Hai đứa con mới về đó hả? Dạ. Dạ. Má, con nghe má nói cái gì mà muốn nhìn mặt cháu nội, nói dỗi tông đường gì hả má? Thì má mơ ước có một đứa cháu nội, nên má mới nói với ba con á, phải chi ông còn sống á, mai mốt nhìn mặt cháu nội cùng với má. Nói gì chứ, cháu á, là má mong từng ngày á. Má mê cháu nội vậy luôn á hả? Mê chứ sao không mê. Má có một mình con là con trai à, không phải một đứa đâu nha, mà má mê tới một bầy lận đó, để má hung cho nó đã. Mà sao má chờ tụi con lâu lắc, má sốt ruột quá à. Má à, vợ chồng con cũng đang cố gắng hết sức, trước sau gì cũng có mà má. Má, chuyện này á là vợ con hứa, chứ con không có hứa à nghe má. Ờ, má, lỡ có trục trặc gì má cũng đừng có buồn nha má. Ừ, miệng ăn mắm ăn muối, nói bậy hay không à. Nếu con tin á, một chút xíu đi, đi qua với má, qua ông thầy bên kia xong kìa, hốt thuốc về uống là có liền à. Chứ má cũng trông có cháu nội dữ lắm rồi. Ờ, dạ, con vui miệng nói vậy thôi à. Mà má cũng đừng có trông mong quá nha má. Má, má yên tâm đi, bằng bất cứ giá nào con cũng sẽ có cháu nội cho má ổng bồng. Con trai của má khỏe như voi mà. Ừ, con hứa rồi đó nghe. Có một đứa cháu nội là má sống thêm một chục tuổi nữa lận đó. Con biết, đối với má, đứa cháu nội còn quý hơn mấy tấm bằng khoáng đất nữa kìa. Đúng rồi, có một đứa cháu nội có đổi một chục bằng khoáng đất cũng không có được với má đâu à. Dạ. Ủa Hồng, con sao vậy? Dạ, con không sao. Chắc đi đường xa nên con hơi mệt. Con ra sau rửa mặt nha má. À, hay là nó có bầu. Bà xin chúc mừng hai con đã mua được miếng đất như ý. Và chúc mừng nhất là đã làm cho chị Xui vui lòng khi mà cái chuyện mua bán làm ăn của tụi con được thuận tiện. Dạ. Mời hai con vô bà. Dạ con cảm ơn ba. Thấy má chồng con vui con cũng mừng lắm. Hôm nào có dịp con mời ba mời má về dưới chơi nghe. Đúng không anh? Dạ, chắc cũng sắp có dịp con mời ba má về dưới nhà con rồi đó. Nghe hai con nói vậy ba má mừng lắm. Xui gia thì phải tới lui thăm viếng nhau. Ừ, như vậy tình cảm nó mới thêm khăng khít. Thay vì đi đổi gió ở cấp hay giảng cảnh ở Đà Lạt thì về thăm xui gia tình nghĩa nó thêm mặn mà hơn, đúng không ông? Bà nói phải lắm. Thôi bây giờ ba mời tụi con cùng ly mình. Dạ, chúc mừng nha. Dạ. Ăn đi tụi con. Cái này là gà ác tiệm thuốc bắc. Má mời con rể, con ăn đi cho có sức khỏe. Má nói đúng, con cũng cần có sức khỏe. Bà làm như tôi không cần sức khỏe vậy. Tối ngày bà cứ lo o bế con rể bà không. Ông nè. Dạ, con mời ba. Ừ, cảm ơn con gái. Dạ. Mình mà sanh được đứa con gái á là phước phần của mình lắm đó bà. Con cũng mong ba có nhiều sức khỏe để làm chỗ dựa cho cả nhà. Thôi, dùng, thôi cơm, dùng đi cơm đi con. Dạ. Dùng tự nhiên ha. Tao ngủ đây với mày một bữa nha. Trời đất, sao được cậu? Cậu mà ngủ đây mở với bà biết là đánh đòn tôi chết đó. Thì tao chịu đòn chung với mày. Mày mà chết hả, tao chết theo mày luôn. Chứ tao không có ngủ với vợ tao nữa. Nhưng mà làm gì cậu mà cậu không chịu ngủ chung?
Mợ không có làm gì hết á. Nhưng mà tao chán ngủ chung với vợ rồi. Nhớ mày với Huệ. Tao thích chơi chung giống như hồi đó á. Tao chán chơi trò động phòng với vợ rồi. Không có được đâu nghe cậu. Đã là vợ chồng với nhau rồi là mình phải ở đời ở kiếp với nhau. Còn không có được nói chán như vậy đâu. Nhưng mà tao không có thích chơi hoài một người. Tao muốn đổi người chơi. Trời. Giờ tôi hỏi cậu thiệt nè. Cậu có thương vợ con không? Có. Tao thương vợ tao hả? Y như trong sách viết vậy. Má tao cũng kêu tao thương vợ tao mà. Cho nên tao nghe lời. Tao làm theo lời má tao biểu. Làm y như trong sách viết vậy đó. Đó. Nếu mà mình thương vợ á thì mình phải ngủ chung với vợ mình cho ấm áp. Chứ ai mà bỏ vợ mình rồi ra đây ngủ u rơm vậy? Thì tao cũng thích ngủ chung với vợ. Cũng muốn ôm vợ ngủ cho ấm. Nhưng mà lâu lâu tao cũng muốn ra đây ngủ chung với mày. Thôi được rồi, bây giờ cậu nói vậy đúng không? Ừ. Vậy thì cậu nằm đây cậu ngủ đi. Nhưng mà tôi nói trước nghe, ngủ rơm ngứa lắm chứ không phải ngủ như là giường đâu. Tôi còn phải ngủ để mai đi làm nữa cậu ơi. Mai mà tôi không có sức tôi làm là tôi bị ăn đòn đó. Biết rồi, nhưng mà từ từ hẳn ngủ. Gì nữa? Bây giờ mày kể cho tao nghe đi. Bữa giờ mày chơi chung với Huệ có gì vui xong rồi ngủ. Thì cậu nằm xuống trước đi. Nè. Tôi nói trước nha. Mày kể đi. Tôi kể tới đâu mà tôi buồn ngủ là tôi ngủ luôn, ráng chịu á. Hôm bữa tôi với con Huệ đi căn trong. Chồng ơi là chồng. Nói đi tiểu rồi bỏ đi đâu mất tiêu luôn hả? Rủi nhưng mà ổng có tới ao tới giếng hay là lọt bờ lọt bụi, chắc là má chồng đánh mình chết luôn quá. Chồng ơi là chồng. Ui, vui quá. Mai mốt cậu đi chăn trâu với con lần đi. Trời cho biết. Ơi là trời. Chồng. Ủa? Mở. Dạ mở. Út cậu. Chồng ơi là chồng. Giường lèo với em anh không nằm. Anh đi ra chuồng trâu nằm với thằng ở đợ là sao? Em về ngủ đi. Tối nay anh ngủ với thằng Thành. Anh nói vậy mà nghe được hả? Có gì mà không được. Em về phòng đi. Chồng ơi là chồng. Sao lại đối xử với em như vậy? Có chuyện gì vậy? Cậu. Cái gì mà nửa đêm nửa hôm la rừng trời vậy? Má. Má coi chồng con kìa. Anh bỏ con đi ra đây ngủ chuồng trâu với thằng Thành. Má thấy được không? Thì tôi muốn ngủ với thằng Thành thì kệ tôi. Ngủ ở đây vui hơn. Đừng có bắt tôi về cái phòng đó nữa. Tối nào vợ cũng có cho tôi ngủ đâu. Má. Má nghe chưa? Vậy mà má còn đổ thừa cho con nữa. Con cái gì cũng làm theo má chỉ hết. Bây giờ anh nói con như vậy, anh Hà ở đây ngủ chuồng trâu thôi đình như vậy chứ không thèm ngủ với vợ anh. Thôi được rồi, con đừng có khóc nữa. Để má nói chuyện với chồng con. Có gì thì nói ở đây đi, con không có về phòng nói đâu. Chị Sáu, chị pha nước cho cậu chủ tắm nha. Tôi nói chuyện với con thôi. Lương nè, con nghe lời má, đi vô trong má nói chuyện với con chút. Dạ thơm quá bà. À, hôm nay nhà mình có chuyện vui vậy. Thôi tụi con ngồi xuống mình nói chuyện cho nó vui vẻ nha. Dạ thưa bà má, con cũng có chuyện vui cần nói với bà má. Chuyện vui hả con? Vậy, vậy con nói liền đi, ba má đang nôn lắm đó. Dạ, đợi vợ con ra con sẽ nói. Ở đây, vừa nhắc nó lên kìa. Trái cây đây. Con xin mời ba má. Rồi, để đây con. Em mời anh. Hồng à, con ngồi xuống đi, chồng con có chuyện vui muốn nói đó. Chuyện vui hả? Chuyện gì vui hơn nữa hả anh? Thưa ba má, con vừa thi đậu chánh ngạch, được bổ nhiệm về làm giáo sư và ở trường Nam Trung học tỉnh. Con sẽ về đó làm. Đây là giấy bổ nhiệm của con. Con mời ba má xem qua.
khoan, sao con làm vậy? Công việc của hãng trả lương con chưa vừa ý hay sao? Nếu cần thì ba có thể trả gấp rưỡi cho con, gấp đôi cho con được mà. Con có bàn chuyện này với vợ của con chưa? Dạ con không biết gì hết á anh. Chuyện này là sao á anh? Mọi người trong cái nhà này có thật sự cho con biết tất cả mọi chuyện chưa? Khoan, con nói vậy là sao? Ba má đừng nói với con là không hề biết gì về kết quả khám bệnh của Hồng. Phan à. Nè Phan à, bình tĩnh nghe ba nói nè. Ba má không phải là muốn giấu giếm con cái chuyện lớn lao này. Chỉ có điều là ba má chưa tìm ra cái ý nào để mình nói cho con hiểu, cũng như là chưa tìm được cái lúc nào thích hợp để cho nói chuyện với con. Đúng rồi đó con, ba má cũng định nói với con, nhưng mà tại vì... Anh à, em xin lỗi anh. Lỗi này là lỗi của em. Em biết là mình có khiếm khuyết, nhưng tại ông trời. Đừng đổ lỗi tại ông trời. Phan à, anh ơi em xin anh, em trăm ngàn lại anh, em không hề hay biết gì hết. Trước khi lấy anh, em là một người rất là bình thường, nhưng sau khi làm vợ anh thì em mới biết mình bất thường. Anh ơi em yêu anh, em thật lòng yêu anh. Em mới làm vợ anh chứ không lừa gạt gì anh hết. Phan à, bây giờ cũng bình tĩnh nghe ba nói. Lúc đầu gặp con, ba thấy con giỏi giang, có năng khiếu buôn bán làm ăn, cho nên ba muốn con trở thành con rể của ba, để ba giao hết cái sản nghiệp này cho con cai quản. Ba cũng biết là con gái của ba nó kém nhan kém sắc, cho nên ba bù đắp cho con bằng cách là giao hết sản nghiệp này cho con rồi còn gì nữa. Ba với má thật sự là đâu có biết con Hồng nó bị như vậy. Ba má rất là tha thiết muốn con trở thành con rể của ba má thật sự, chứ không hề giấu giếm lừa gạt con điều gì cả. Phan, ba má xin lỗi con, nhưng mà dù sao tụi con cũng đã là vợ chồng một ngày cũng nghĩa. Hơn nữa con Hồng nó rất là yêu thương và kính trọng con. Con nể tình ba má, con nghĩ mà thương cho cái thân phận kém may mắn của con Hồng, mà con chấp nhận nó đi con. Anh à, anh, em trăm ngàn lại anh. Đơn ly dị tôi đã thảo xong, cô kỹ vô đi, rồi ngày mai tôi sẽ nộp lên tòa án. Phan, con không, không, em không muốn ly dị với anh đâu. Tôi đã quyết rồi, tôi không thể nào để dòng họ của tôi tuyệt tử tuyệt tôn được. Phan à, ba mong con suy nghĩ lại đi. Con muốn gì ba cũng bù đắp cho con hết đó Phan. Phan à, má xin con, má xin con đừng có bỏ con Hồng mà con. Má xin con đó Phan. Phan, Phan. Con, em không muốn đi về với anh đâu. Đừng bỏ em mà anh ơi. Hồng, Hồng ơi, Hồng. Má, vậy uống nước xong rồi má. Má sao vậy? Con đùi má đau nhức lắm. Con đừng có đụng vô má. Thôi, con để má nằm im đi. Lại lấy cái muỗng để tía đút xâm cho má. Dạ, vậy tía cầm đi. Bà ráng uống miếng xâm cho khỏe nghe bà. Dạ hai bác. Ủa cháu Thành. Dạ bác gái có đỡ hơn miếng nào không bác? Ờ
bệnh tình của bà mỗi ngày mỗi nặng thêm con ơi. Dạ. Bà thấy mình bây giờ sống nhờ xăm chứ sức lực bác không còn gì nữa. Má, má đừng nói vậy mà, má làm con sợ. Dạ. Dạ con có tiền này cậu hai đưa cho con, biểu con mang qua đưa bác. Để bác gái có tiền lên nhà thương trị bệnh. Đây là tiền của cậu hai nữa hả? Tối hôm qua cậu hai xuống Trường Châu đưa cho anh, nhưng mà cậu hai nhét dưới rơm á, nên con cũng không biết bao nhiêu. Sáng nay con kiểm lại thấy quá trời tiền luôn, vô đây đủ mình để lên nhà thương nhờ bác sĩ Tây trị cho mình đó bác. Bác cảm ơn con và cậu hai, nhưng con đem tiền về gửi trả là cậu hai, bác không nhận đâu. Má, dù sao cũng là tấm lòng của cậu hai, con nghĩ... Má còn nói đúng đó, mình mà nhận tiền của cậu hai á, rồi thằng Thành nó về nó bị bỏ đói, bị đòn nữa, tội nghiệp. Dạ, không sao đâu bác trai, với lại đây là tấm lòng của cậu hai mà, con á là phận người ăn kế ở trong nhà, cậu hai biểu làm sao thì con phải làm vậy. Bác hai nhận đi cho cậu hai vui. Thôi, tí má mẹ nói vậy rồi, anh em về đi. Tôi cảm ơn tấm lòng của cậu hai, nhưng mà để bà chủ biết được là con không yên thân đâu. Bác không muốn con bị liên lụy với bác với gia đình, con đem tiền về đi. Thôi, bác gái nói đúng đó, con đem về đi Thành. Dạ. Sao anh không mang điểm tâm vậy? Em mang lên cho anh. Anh à, anh đừng có làm như vậy mà. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, cô hãy để tôi đi đi. Nếu như cô không muốn mình bị tổn thương thêm. Anh à, cho dù có tổn thương hay đau đớn như thế nào em cũng chấp nhận hết, chỉ cần anh ở đây thôi. Cô chấp nhận được, còn tôi thì không thể nào chấp nhận được. Cô nghe rõ chưa? Đánh ra! Ba má ơi, chồng con bỏ con đi này. Đánh ba má ơi. Con à, cái gì vậy? Tỉnh lại con, từ từ. Bình tĩnh lại. Ba má có chuyện muốn bàn với con. Lưu Phan, bình tĩnh lại đi con. Tôi nghĩ tôi đã nói hết mọi chuyện rồi chứ. Ba má có một giải pháp muốn bàn với con. Đúng rồi đó con. Ba đã nói với con rồi, con có vợ thì phải yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho vợ mình. Con lớn rồi, đâu phải con nít đâu mà cứ trốn đi chơi với thằng Thành hoài vậy. Thì con cũng yêu thương vợ, lo cho vợ y như má biểu. Nhưng mà con chơi với thằng Thành quen rồi, ngủ có nó bên cạnh cũng quen rồi. Nhưng bây giờ con có vợ thì phải ngủ với vợ, chứ sao đi kiếm nó, còn lén xuống Trường Châu ngủ với nó nữa. Tại vì vợ cứ cằn nhằn nói con không chịu sinh con, con nghe hoài khó chịu cho nên mới xuống ngủ với thằng Thành. Đó, má nghe anh nói chưa? Vậy mà suốt ngày má cứ hối thúc con, trách con là không biết đẻ con. Má biểu sao thì con làm vậy. Để bây giờ hả, ảnh trách con là cứ đòi con hoài, rồi bỏ con đi xuống ngủ với gia đình. Con còn mặt mũi nào nữa chứ? Thiệt là nhục nhã mà. Có gì mà nhục nhã, chuyện gì thì từ từ tính. Chồng của mình không chịu ngủ với mình, bỏ mình đi ngủ với gia đình, rồi nói là suốt đêm mình cứ đòi con. Chuyện này lọt ra ngoài không phải nhục nhã chứ sao hả má? Nếu mà em để yên cho anh ngủ á, đừng có cằn nhằn, đừng bắt anh làm con này kia, thì đâu có chuyện gì đâu. Đó, má nghe anh nói không? Thì anh cũng thích có con gì. Đêm anh ngủ như chết thì làm sao có con. Bộ đêm phải thức mới có con hả? Vậy từ nay đêm anh sẽ thức để em có con, ban ngày anh ngủ bù, được không? Thôi được rồi, vậy thì con hứa, từ nay con phải thức đêm, đúng không? Dạ hứa, thức để vợ đẻ con. Vậy thì từ nay đêm con phải thức với vợ, không được trốn đi chơi nữa nghe không? Ban đêm má sẽ khóa cửa phòng bên ngoài, ban ngày má mở cửa ra, chịu không? Dạ chịu, thức thì thức, nhưng mà vợ đừng cằn nhằn con nữa, con sợ lắm. Thì tại vì má cằn nhằn em mới cằn nhằn lại anh chứ bộ. Ah, 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 ah.
khóc má mà khóc không được vậy Tiến? Hàm má con cứng rồi, đừng đút nữa. Sáng Tiến nghe má con nói không rõ chữ là Tiến biết lưỡi má con bị thục rồi, có nghĩa là sắp đi rồi đó con. Tiến, Tiến đừng làm con sợ mà Tiến. Chuyện gì tới thì phải tới thôi. Tiến con mình đành phải chấp nhận. Con đi nhờ người nhắn con Lan về đi. Tía sửa chân tay của má con lại cho ngay ngắn. Con nấu ấm nước, pha rượu để tía lau mình cho má. Nhớ lựa bộ đồ nào tốt tốt để mặc cho má. Má! 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 Bà đi trước đi bà. Sao bà bỏ tiền con vậy mà? Phan à, giờ ba chỉ biết nói xin lỗi con thôi Phan. Phan, ba má thật lòng rất là quý mến con. Và con Hồng nó cũng yêu thương con hết lòng hết dạ mà Phan. Cho dù ba má và vợ con không hề biết trước chuyện này, nhưng có những điều mà con cần, vợ con lại không thể đáp ứng được, thì con biết làm sao đây? Em đã cố gắng hết sức rồi. Em không muốn mất anh, em không muốn xa anh đâu. Em sẽ chết nếu như không có anh. Em đừng có nói chuyện dài dột như vậy. Rồi em sẽ tìm được một thằng ngố, nó chỉ biết quan tâm tài sản của gia đình em thôi, mà không hề quan tâm tới chuyện kia đâu. Không, em chỉ yêu một mình anh thôi à. Thôi được rồi con. Phan à, giờ để ba nói hết ý của ba má cho con hiểu. Ba má giờ chỉ xin con hạ lòng chấp nhận một điều. Con hãy cứ ở lại đây làm rể của ba má, làm chồng của con Hồng. Ba má sẽ chấp nhận cho con có vợ bé để sinh con, và đứa con sẽ lấy hay sanh theo giá thú của con với con Hồng. Ba má hứa sẽ coi nó giống như là cháu ruột của ba má, sẽ chia đầy đủ gia tài cho nó. Tại sao con phải làm như vậy, trong khi con có thể ra ngoài xây dựng một cuộc sống mới độc lập mà không hề lệ thuộc ai hết? Anh à, em xin anh, em xin anh đừng bỏ em mà. Anh mà đi bữa trước bữa sau anh dành chôn em liền đó. Em không thể sống thiếu anh đâu anh Phan ơi. Ba má năn nỉ con mà Phan. Con chấp nhận việc này chính là con cứu mạng của con Hồng, vợ của con đó. Được rồi, con chấp nhận. Nhưng người đó phải đẹp, vì con không muốn sanh ra những đứa con xấu xí. Chắc chắn má đã lo rồi. Sao mà gấp vậy má? Trời ơi, không gấp, nó bỏ con đi sao? Phan à, má đã sắp xếp xong hết rồi, chỉ cần con đồng ý là má đem về liền đó. À,
Tao nói rồi, bay về đi cho tao đi công chuyện. Bà chủ ơi, con lại bà. Phần nợ nhà con á, bà cứ khoanh để đó đi. Khi nào bà tía con đi mừng thì sẽ trả nợ cho bà. Xin bà thương tình cắt cho má con một phần nguyệt ở Gò Đất cúng, thì má không có chỗ nằm. Tao đã nói tiền trao cháu múc, nợ cũ đẻ lãi chồng chất, có trả tao cắt nào đâu. Giờ kêu cắt không phần mộ nữa hả? Tao đâu có khủng. Con xin bà chủ cộng gộp tiền nợ vô nhà con. Mà khi nào chôn cất má con xong á, tía con nhất định sẽ đi làm trả nợ cho bà. Cái vụ hứa hẹn này á, tao nghe đầy lỗ tai rồi, không có muốn nghe nữa. Cha nào con nấy, hồi mượn á thì quỳ lại như thế sao? Mượn được rồi á là lặn mất tâm, hẹn qua gặp á thì hứa lần hứa lượt. Tao rành tía con bay quá mà. Đừng có hòng kêu tao tin hay nghe lần nữa. Đi về đi. Bà ơi, con xin bà mà bà. Bà ơi. Tưởng đâu, lời đó đi cho khuất mắt coi. Để con tự đi. Chị Mai. Dạ thưa chị Mai. Cái gì mà hết hồn hả? Trời ơi, bữa nay mới gặp lại tiểu thơ. Sao, kiếm tôi có gì không? Mà nè, tôi nói cho biết trước nha, đừng có đòi hỏi cao quá, tôi không có tìm mối tốt được đâu. Dạ, con xin lỗi dì. Hôm đó con dại dột, không nghe theo lời mai mối của dì. Nhưng mà hôm đó là dì con phải đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho má của con. Nhưng mà bây giờ má của con đã mất rồi. Bố chàng, chị Tình mất rồi hả? Mất hồi nào sao tôi không hay, không nghe kèn trống gì luôn á. Dạ, má con mất hồi khuya hôm qua. Bây giờ nhà con ngặt quá, con không biết phải làm sao hết á. Nè, tôi chỉ làm nghề mai mối thôi, chứ tôi không phải cho vay. Dạ, nhưng mà chỉ có gì mới có thể giúp được con thôi. Giúp cái gì? Tôi có dư giả giàu có gì đâu mà giúp. Dạ, dạ con tới đây không phải vay tiền của gì, mà con muốn nhờ gì kiếm chỗ nào mà người ta chịu cưới con á. À, không cần cưới cũng được, chỉ cần người ta mua con. Vì con đang cần tiền gấp lắm. Mua cô? Vậy là cô chịu bán thân luôn á hả? Dạ, con chịu. Tía, sao rồi tía? Tía đã hỏi hết rồi, không chỗ nào người ta bán hòm thiếu cho mình hết con ơi. Tía chọn cái loại mà rẻ tiền nhất người ta cũng không cho thiếu nữa. Tội má con quá à. Chắc số phận má con vậy rồi, mình phải bó chiếu cho má con thôi. Con đã tìm được chỗ nằm cho má con chưa? Không phải chưa, mà là không có được tía ơi. Trời ơi, bà chủ nói là nhà mình thiếu nợ không chịu trả, lãi mẹ để lãi con. Bây giờ nếu mà bà cắt miếng đất nữa thì chừng nào nhà mình mới trả cho bà được. Tía, hay là mình mượn bà con mỗi người một ít được không tía? Tía đã đi giáp xóm rồi, năm nay lúa thất, người ta đông đủ ăn, chứ đâu có dư để cho mình mượn hả con? Vậy tính sao giờ tía? Trời ơi, tôi là thằng đàn ông không ra gì mà
Sao ông trời ông cho tôi chết luôn đi mà. Tía, đừng nói vậy mà tía. Con có nhiều vậy hả Lan? Tiền đâu chị ơi? Dạ là tiền con mượn của chị em bán hàng ngoài chợ. Con hứa là con sẽ trả từ từ. Cảm ơn chị ơi nhiều lắm. Cảm ơn con. Tiền cảm ơn con nhiều lắm Lan à. Con Lan, nó đã kiếm được tiền về lo hậu sự cho bà rồi nè. Bà hãy yên lòng nhắm mắt nghe bà. Ê Thành. Dạ. Cậu đừng có ra đây nữa. Mợ không có cho cậu chơi với tôi đâu. Kệ mợ, miễn tao thích. Nhưng mà tao giận mày ơi. Ờ, cậu giận tôi luôn đi, để mợ khỏi rầy tôi. Cái thằng này. Ê. Mày nói vậy mày nghe được hả? Cậu, tao đưa tiền cho mày, kia mày mang qua cho con Huệ đưa cho má nó, đem đi nhà thương trị bệnh, mà mày không đưa. Sao mày đem trả lại cho tao? Giờ bác Hai chết queo rồi đó, tại mày á. Sao tại tôi? Tại bác Hai không lấy chứ phải tại tôi đâu. Mắc gì không lấy? Tao cho chứ tao đâu có đòi lại đâu. Tại bác Hai sợ bà chủ biết, rồi tôi bị đánh, bị bỏ đói giống như mấy lần trước vậy đó. Vậy giờ mày dẫn tao qua bển đi. Tao đưa kiểu gì bác Hai cũng lấy à. Không được đâu. Nhà Huệ đang đau buồn vậy. Cậu qua không khéo còn bị bố trách nữa đó. Quở trách gì? Má tao khác, còn tao khác. Mày mà không dẫn tao đi á, tao đi một mình. Ê cậu, cậu mà đi một mình lỡ té ruộng té mương, chắc tôi đi theo bác Hai luôn quá. Té kệ tao, tao dẫn đi. Ê cậu, cậu ơi cậu. Thôi được rồi, bây giờ như vậy đi. Đợi đám nhà Huệ xong á, tôi dắt cậu qua bên đó để cậu chia buồn với Huệ, được chưa? Phải vậy mới được chứ. Móc méo đi. Tao biết á, là mày muốn qua cùng vợ đám để chia buồn với nhà Huệ đúng không? Đi đi. Ai hỏi á, tao nói mày vô dọn phòng của tao rồi. Tao khóa ngoài nói là nhốt mày ở chổng. Má tao với vợ tao lo đi mua đồ về đám giỗ tí tao rồi, chắc còn lâu lắm mới về. Thiệt hả cậu? Thiệt. Cảm ơn cậu. Đi còn cảm ơn nữa. Để tao gánh cho. Thôi thôi thôi. Cái này nặng lắm, để tôi.
Má ơi, má sống cùng Thác Thiên, má nhớ về phụ hộ cho tí con được bình yên nha má. Hai, hai xin má phù hộ cho em kiếm được việc làm, để em phụ hai trả nợ cho bạn hai. Phải rồi đó con. Con làm việc ở trên giữa trái cây, con coi gần đó có ai cần người phụ việc, con giới thiệu cho ông Huệ. Hai chị em cùng làm, trả nợ nó lẹ hơn. Tía ở nhà tự lo cho mình được. Tía ơi, số tiền đó mình không phải trả đâu tía. Ủa, sao kỳ vậy hai? Người ta cho mình luôn hả? Không có ai tốt với mình như vậy đâu. Đừng có nhận không như vậy. Hai chị em ráng lo làm trả nợ cho người ta. Người ta cho mình mượn như vậy cũng là tốt lắm rồi. Tía ơi, số tiền đó là của con. Con đã bán thân rồi tía ơi. Sao? Cô nói vậy là sao? Bán thân là sao hả Lan? Là sao vậy ai? Tía à, con xin lỗi tía. Con nghe má mất, nhà mình thì nợ nần tùm lắm hết, không có tiền để lo hậu sự cho má, cho nên là con quyết định ký giao kèo với người ta để bán thân rồi lấy tiền lo hậu sự cho má. Con đã làm vợ bé cho người ta tía. Làm bé hả? Là sao vậy chị? Chị không biết nữa. Người ta cần người làm vợ bé, con cũng không biết người đó là ai nữa. Chỉ nghe bà Mai nói là họ cho trước một số tiền, cho nên là con ký giao kèo liền để đem tiền về lo hậu sự cho má. Trời ơi, con tôi sao mà khổ dữ vậy? Bà ơi, tía con tôi chỉ lo được hòm rương, chỗ an nghỉ cho bà, không có rước được thầy tụng cho bà hồi kinh nào hết. Chỉ tự tụng kinh sám hối, cầu siêu. Bữa nay là ngày mở cửa mã, tía con tôi cũng tự lo mọi việc theo đúng nghi lễ, cầu cho vong linh của bà sớm về miền cực lạc. Bà ơi, hãy uống với tôi chung rượu lạc này, rồi sớm siêu thoát nghe bà. Dạ, con xin lỗi, con phải làm xong hết công việc bên nhà bà Phú rồi mới chạy qua đây được. Ôi, lỗi phải gì, bày lại bả mấy lại đi rồi về, thằng con Lan nó còn đi nữa. Hai,
tàn hiếp lắm ơi. Đâu có được, chị là người ký vào kèo với người ta, thế em vô người ta đâu có chịu, rồi người ta đòi tiền lại, mình lấy tiền đâu mà trả. Nhà tôi không có tiền để mua hòm lễ má, tôi không có tiền để mua đất cho má năm, cho nên là chị hai tôi phải làm bé cho nhà người ta trả nợ. Thiệt vậy sao? Làm bé là làm cái gì hả? Dạ tỷ như cậu hai vậy đó, cậu hai có vợ là mợ hai, nhưng rồi cậu hai lấy thêm một vợ nữa thì người ta gọi đó là vợ bé. Vậy thì vui chứ là sao, đông người vậy mới vui đó. Cậu hai, nhà người ta đang buồn, cậu hai đừng có nói vậy. Bộ tao nói vậy là không vui. Vậy giờ tôi nói vậy nghe, tôi muốn cho tiền Huệ, Huệ mà không lấy á là tôi buồn lắm đó. Cậu hai à, hồi vợ tôi còn sống tôi đã không lấy tiền của cậu, bây giờ vợ tôi chết rồi thì càng không có lý do để lấy tiền cậu hai nữa cậu à. Thế em nói đúng á, cậu hai mang tiền về đi. Trời ơi, tại sao không ai sợ tôi buồn hết vậy? Tôi chỉ muốn cho bác gái thôi nè, cầm đi. Ờ, nếu cậu hai nói vậy thì thôi, tôi xin nhận một ít, đủ để mua dĩa trái cây cúng cho bà. Huệ à, con lấy một ít tiền mai ra chợ mua dĩa trái cây với nén nhang cúng má con đi con. Dạ. Nè, mày cầm đi. Cảm ơn cậu hai. Chị uống nước đi, có gì đâu mà sốt ruột, từ từ. Mà nè, chị có chắc không, mà sao lâu quá vậy? Tôi đã hứa là hôm nay phải dẫn đi về nhà. Giao kèo đã ký rồi, tôi dám ứng tiền trước là tôi nắm đằng cán, chị đừng có lo. Tại tôi cần gấp cho nên giá cao cỡ nào tôi cũng mua, chứ còn ghé quê nhà nghèo mà chị tính giá đó thì cũng thiệt cho tôi dữ lắm á. Trời, chị thấy người đi rồi biết hẹp hay là không. Dạ thì dì Mai con mới tới. Ờ, đây là cô Lan, người nãy giờ mà bà nóng lòng muốn gặp đó. Còn đây là bà Lâm, là má vợ của người mà con sắp làm bé. Ý trời, bây giờ kêu sao cho nó hợp ta? Thì cứ kêu tôi bằng bà, coi tôi như là bà chủ vậy đó. Cô về ở trong nhà tôi thì cũng như cái đám gia nhân vậy thôi. Phải đó, con chào bà chủ đi. Dạ, vậy là con phải làm vợ của ai thưa bà? Cô về làm bé cho thằng rể tôi, cô ký giao kèo mà con không có đọc hết hay sao? Dạ con tưởng. Dạ mà thôi, sao cũng được, con chào bà chủ. Ừ. Mà cô để tang ai vậy? Dạ là má của con. Chết đó là hết, cô coi bỏ cái tang nó xuống đi, chứ mang vô nhà tôi mừng ăn xui xẻo dữ lắm. Chị à, nếu mà xả tang liền thì chị phải cho nó về bên nhà nó, rồi nó phải đi ra mộ má nó, rồi xin, rồi phải xả tang ngoài đó, đốt tang ngoài đó luôn. Chứ giờ nó tới đây rồi, rồi tang bỏ đi đâu? Ý trời, đừng nói bỏ nhà tôi nghe. Trời ơi, tự nhiên đem xui rủi vô nhà tôi là không có được. Chị tính lại đi, chứ làm vậy nghiệp cho nhỏ quá. Nhưng mà tôi đã hứa hôm nay là sẽ dẫn nó về nhà. Mà thôi đi, bây giờ tôi cho 2 ngày nữa để về xã tang đó, sau đó chị dẫn nó lên cho tôi nghe không? Dạ. Dạ, cảm ơn bà chủ. Ừ. Mà nè, nhớ là không được lùi một giây một phút nào nữa nghe chưa? Không được á thì tôi tìm đám khác.
Chị yên tâm đi, tôi sẽ dẫn nó vào tận nhà chị luôn. Tía, không biết mặt mũi bên chồng nhà chị hai làm sao hả tía? Không biết là có hung dữ không? Con sợ chị hai bị người ta ăn hiếp quá hả tía? Tía. Chị hai! Kìa, Lan, có chuyện gì mà con quay về vậy? Em với tía đang tức, hồi nãy ông tỉ chị đi, để gặp mặt bên chồng chị. Chị bán thân để làm bé cho người ta, chồng gì hả em? Trời ơi, vợ gì thì cũng là vợ, không gọi là bên chồng thì gọi là gì chứ? Nhưng mà sao chị quay lại vậy? Người ta không cho chị để tang mà. Người ta bảo xui nên là bắt chị á phải về xã tang má. Rồi hai ngày nữa dì Mai qua dắt giao cho họ. Trời ơi, tang của má mà cũng không được để nữa là sao? Tía à, dù sao thì con cũng lo được cho má, trả nợ được cho gia đình mình. Bây giờ họ muốn con làm sao con cũng chịu hết. Mới lo cho má xong là hai đi liền, cho nên là em với tía cũng rối quá, không có nhớ gì hết trơn á. Hai, em còn mấy bộ đồ mới á, hôm bữa em giả một cô dâu, em đưa cho hai bận nghe. Em không có đồ đẹp, em để dành bận đi. Đồ chị tuy cũ nhưng mà lành lặn là được rồi. Thôi, hai phải bận để cho người ta đừng có khi dễ. Cảm ơn em. Thôi, cũng trưa rồi, em dọn cơm cho hai với lại tí ăn nghe. Ờ, sáng mai em ra mộ má với chị nghe. Chị lại má xin chịu tội bất hiếu để xả tan má. Thôi, tí với em Huệ về đi, con tự đi một mình được rồi. Để em đưa hai đi, chứ biết chừng nào chị em mình mới được gặp lại. Con nhớ tính ngày cúng thất tuần của má, về thắp cho bà nén nhang nghe con. Dạ, con nhớ rồi tía. Đã là vợ thì vợ bé vợ lớn gì á cũng là vợ, phải biết nghe lời chồng, đối xử cho đàng hoàng, thuận hòa với người ta thì người ta mới thương nghe con. Dạ tía. Dì Mai. Ừ. Sao trễ dữ vậy tiểu thơ? Trời ơi, tôi sốt ruột gần chết luôn vậy đó. Tính cho xe đem tận nhà đằng nước luôn nè. Dạ, con xin lỗi. Lỗi phải gì? Người ta nôn nóng gặp cô, cho nên đâu có cho cô đi xe đò, đem xe tới tận nhà để rước cô luôn đó. Anh thấy không, có ai sướng bằng nó không? Dạ, tía con tôi đội ơn chị nhiều lắm. Cũng nhờ chị mà con gái tôi có chỗ nương nhờ tấm thân. Có gì chị chỉ dạy nó thêm. Yên tâm, có cái gì đâu không biết nữa. Tía, con thấy chị có mỗi chú shopper à, không thấy chú rể đâu á. Ủa, sao kỳ vậy chị? Tôi tưởng là... Tưởng cái gì mà tưởng. Trời ơi anh ơi, người ta công chuyện đăng đăng đê đê mênh mông, ai mà quẩn đâu mà kéo bầu đoàn thê tử đi rước không biết nữa. Dạ con biết rồi dì. Thôi con đi nha tía.
Em ở nhà chăm sóc tí cho chị hai nha. Chị hai đi ạ. Trời ơi, thôi thôi thôi, đừng có khóc, khóc không có hên nha bay. Đi, Lan, đi con. Đi. Chị hai đi nha. Nhanh, trễ rồi. Có cho anh ngủ đâu, anh ôm cái cọc này ngủ được rồi. Thôi đi, ra đây uống trà với em nè. Đi nhanh đi, ngoan em thương. Uống hết rồi, pha mật ong uống hết rồi. Trời ơi, em đã biểu là đừng có pha mật ong, phải uống bình thường giống như em mà. Nhưng mà đắng lắm, uống vô ói chết á. Anh phải ráng chứ, vì uống trà đó vô rồi mình sẽ làm ra được em bé. Anh có thích em bé không? Thích sao không thích? Là em bé ai mà không thích? Ê, thích thì ra đây với em, mình uống trà rồi cùng làm em bé nha. Hồi nãy uống rồi, giờ uống gì nữa? Nè, nghe em nói nè. Hồi nãy á là anh uống trà pha với mật ong, còn bây giờ anh uống trà nguyên chất. Nè, anh chỉ cần á hớp một hơi một thôi, đừng có ngậm trong miệng. Anh ngậm trong miệng hoài cho nên nó đắng là đúng rồi. Đi ra đây, ra đây, ngoan. Nè, bây giờ nghe lời em nha. Bưng cái ly lên. Rồi, nhắm mắt lại, ực một hơi một là hết à, không có bị đắng. Ực một hơi một thôi là không có đắng đâu. Ráng đi nha. Anh giỏi quá à, giỏi thiệt luôn á. Thấy chưa, ực một hơi một là đâu có đắng gì hết đâu. Chán, nuốt vô, nuốt vô, nuốt vô, nuốt vô. Đắng quá, đắng quá. Mà thôi, vợ ơi, đừng làm em bé nữa được không? Làm quá em chán quá à. Nha. Bộ con nhỏ đó đẹp lắm hả má? Ừ, gái quê, nhà nghèo mà không biết sao nó đẹp quá trời quá đất. Sao má lựa chi đẹp dữ vậy? Chứ lựa xấu chồng con nó chịu à. Thì má lựa vừa vừa thôi. Con làm như có sẵn vậy. Tại gia cảnh con nhỏ nó thắt ngặt cho nên nó mới chịu. Chứ kiếm đâu ra người đàng hoàng tử tế xinh đẹp mà lại chịu bắn mình con. Mà hình như họ tới kìa má. Ừ. Dạ, chào bà chủ. Chào cô chủ. Dạ, thưa bà chủ, con mới tới. Ừ. Đây là con gái tôi, cô cứ gọi là cô chủ. Kể từ ngày hôm nay, cô là vợ bé của chồng nó đó. Dạ, chào cô chủ. Dạ, hôm nay tôi đem cháu qua theo đúng giao kèo đã hẹn với bà.
Thôi được rồi, chị ngồi xuống đây đi, để tôi kêu mấy đứa nhỏ dẫn cổ xuống chỉ chỗ ăn chỗ ở. Dạ. Má ở đây tiếp dì Mai nha, để cô dẫn cổ xuống bếp. Ủa, sao dẫn con người ta ra sau bếp? Chứ không lẽ đưa lên bàn thờ ngồi? Nhưng mà nói tới đây làm vợ bé cậu chủ mà. Một ngày có 24 tiếng, làm vợ bé được hết không? Còn nhiều thứ để làm mà gì. Cô chủ nói cũng phải. Đi theo tôi. Dạ, thưa bà chủ, con đi xuống. Con cảm ơn dì Mai. Dì Mai về mạnh giỏi nha. Ừ, con cũng mạnh giỏi nghe. Sao giờ này mà ảnh chưa về nữa vậy ba? Ước khi nó đi đó, nó có thưa với ba là nó đi gặp người bạn cũ lâu năm, uống với nhau vài ly cho vui. Mà ba có dặn nó về sớm rồi mà. Nhưng mà nó biết hôm nay là ngày đưa con vợ bé về đây, sao mà nó đi miết vậy? Ảnh về trễ có còn mừng nữa, chứng tỏ ảnh chẳng thiết tha về chuyện lấy vợ bé hết. Má nghĩ là nó cũng thương con, nhưng ngặt nổi nó là con một nên phải lo tới cái chuyện nói dối tâm đường. Nó về. Anh về rồi hả? Trời ơi, sai hả con? Chào ba má. Chào em. Ngồi xuống đây. Anh say quá à, để em pha nước chanh cho anh uống nha. Đâu rồi? Giờ bé của tôi đâu? Lát nữa anh sẽ được gặp, cổ đang ở dưới nhà kho. Cái gì? Ở nhà kho hả? Tôi như vậy mà phải xuống nhà kho ngủ hay sao? Hả? Chứ giờ nhà không còn phòng nào trống hết trơn á. Còn cái phòng trống dành để tiếp khách, đóng cửa quanh năm đó, sao mở cửa cho người ta ở? Bác ở nhà kho. Nói tiếng là cái nhà kho, nhưng mà nó đàng hoàng sạch sẽ, vẫn hơn là cái chòi của ba cô ấy. Nhưng mà má cũng đã mua sắm đầy đủ tiện nghi trong đó rồi, nó như cái phòng riêng vậy thôi à. Không thể chấp nhận được. Tôi như vậy mà phải xuống ở cái nhà kho à? Rồi mai mốt bà muốn con của tôi sinh ra ở nhà kho, lớn lên ở nhà kho luôn hay sao? Mắc cười quá. Anh à, nhưng mà anh... Xin thưa, tôi đi đây. Bạn tôi nó đang chờ, chờ tôi qua nhà nó tâm sự. Mấy năm rồi tụi tôi chưa gặp nhau. Phan à, con nói đúng. Không lẽ cháu ngoại của ba mà cho nó ở nhà kho sao được? Không, ba sao vậy? Được, ba đã hứa thì ba nhớ giữ lời đó nghe. Từ nay xin bà hãy thông dong nơi chính suối. Con Lan nhà mình nó đã theo chồng, nó đã lo hậu sự chu tất cho bà, giúp tía con tôi trả hết nợ nần. Tuy nó đi làm bé cho người ta, nhưng cũng may mắn được vô nhà khá giả, một bước lên xe. Từ nay chắc nó sẽ được ăn trắng mặt trơn, không còn phải đi làm thuê làm mướn cho người ta nữa. Xin bà hãy phù hộ cho con mình ăn ở sao để được bên chồng thương, bên chồng quý nha bà. Kìa. Dạ. Sao ngồi thừ ra vậy con? Con thấy kỳ quá à. Dù là cưới làm bé, nhưng mà ít ra người ta phải qua nhà mình nói chuyện tử tế chứ. Chứ sao mà tự nhiên chị con cuốn gói đi mất tiêu, xong rồi cả nhà mình nè, không ai biết chị đi đâu hết. Chồng chị là ai, mặt mũi là sao, mình cũng không biết luôn. Thì bà Mai bà nói á, chồng con Lan là thông ngôn cho một hãng buôn. Người ta chịu bỏ ra số tiền lớn vậy để rước chị con đi, cũng là người ta có lòng nghĩ tới hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình mình rồi. Con à,
Nhà mình nghèo, chị con được như vậy là có phước có phần rồi. Giờ tía chỉ lo cho con nè. Con thấy kỳ cho nên là nói vậy thôi à. Mà tía đừng có lo cho con. Con tính là kiếm ai thuê làm mướn á, còn ở nhà người ta luôn, xa cũng được. Chứ cứ quanh quẩn ở đây hai mùa cái gặt, nhà mình cứ túng thiếu hoài à. Giờ nhà mình chỉ còn có hai tía con mình thôi. Con còn định bỏ tía đi đâu nữa? Rồi còn thằng Thành nữa. Tụi con cũng tính dung dáng làm sao để nên vợ nên chồng chứ. Bây giờ còn tính đi đâu nữa con? Tía nói vậy là không cấm tụi con nữa hả? Ừ. Tía thấy thằng Thành á, nó thương con thiệt bụng. Cái gì nó cũng qua nhà mình nó giúp đỡ. Chỉ ngặt nỗi là không biết tìm cách nào để phụ nó kiếm tiền chuộc cái thân ra. Chung lẽ ở nát suốt đời vậy sao con? Tía nói thiệt hả tía? Cho tía nói giỡn hồi nào. Nhưng mà con cũng đừng có mừng quýnh lên như vậy. Muốn gì thì cũng phải đợi mãn tang má con đã. Dạ con biết rồi. Để con qua con báo cho anh Thành hay nha tía. Nè. Dạ. Từ từ. Sớm mời hắn báo cho. Làm cái gì mà quýnh quán lên vậy con? Trời tối thui rồi kìa. Dạ. Không lẽ đi xuống dưới kiếm con nhỏ đó rồi? Cô tính đi đâu giờ này hả? Dạ em đi ra kiếm anh. Tại không thấy anh vô ngủ. Tính xuống nhà kho kiếm tôi phải không? Chuyện này là do gia đình cô sắp xếp chứ không phải là ý của tôi. Sao cô phải canh chừng? Dạ không có. Ý em là nếu như mà anh muốn gặp cổ thì em cũng muốn có mặt để em dặn dò cổ. Tại vì anh là chồng của em. Em là vợ chính thức của anh chứ không phải là cổ. Tôi không phải là món hàng mà cô muốn đem giao cho ai thì giao. Cô nghe rõ chưa? Nếu muốn á thì tự tôi đến gặp cổ, nhưng không phải là bây giờ. Ý của anh như vậy là sao? Là khi nào cổ được dọn vô căn phòng tươm tất đàng hoàng thì tôi sẽ gặp cổ và nói chuyện với cổ. Dù gì đi nữa, cổ cũng là vợ của tôi, tuy là vợ bé. Cổ sẽ là mẹ của con tôi sau này. Anh nói là... Nói gì mà nói? Tôi mệt rồi. Tránh ra tôi ngủ. Phòng này là để khách ở. Giờ bà kêu chị lên đây ở. Lâu ngày nên là nó hơi bụi bặm. Có gì tôi phụ chị dọn. Dạ được rồi. Tôi tự dọn được mà. Cô chủ. Sao không lo dọn dẹp đi? Cô đứng đó nữa. Bộ chê hả? Dạ đâu có. Dạ tôi mới vô đây thôi à. Dạ thưa cô chủ. Sáng giờ chị ấy phụ tôi dọn ở dưới bếp á. Vừa xong là lên đây. Có gì để tôi phụ chị ấy dọn. Ai mượn chị? Đi về cái bếp của chị đi. Dạ xin phép cô chủ. Phòng của cô thì cô phải dọn. Cô không có cái quyền gì mà sai bảo gia nhân của nhà này hết trơn á. Dạ tôi không có. Tôi chỉ nhờ chị dẫn vô đây giùm thôi. Chứ tôi không có nhờ chị làm. Tôi ghét nhất là nói ra câu nào
trả lời giật một giật hai câu đó. Tôi là người chỉ bảo, tôi nói thì phải nghe, không có được cãi. Dạ. Giờ quá, lâu quá chưa có giặt. Đem đi giặt đi, chồng tôi thích ở chỗ sạch sẽ. Dạ, để sáng mai tôi giặt. Buổi sáng, có chuyện mừng của buổi sáng. Mà tôi nói rồi, tôi ghét ai cãi lắm. Bộ con bị điếc hả? Dạ, để tôi đi giặt liền. Thanh. Ủa, cậu, sao cậu không ở nhà chơi với mợ cho vui? Nắng nôn mà đi theo tôi làm gì? Vui cái gì mà vui? Suốt ngày cứ bắt tao uống thuốc, rồi làm cái chuyện tao không thích không à, mệt tới bà. Chuyện gì mà cậu không thích? Thì cái chuyện mà làm cho có em bé đó. Tao làm hoài thấy có em bé gì đâu. Nè. Dạ. Sao mày cười? Tại tôi thấy cậu giờ đúng là người chồng rồi đó, tôi mừng. Nhưng mà có điều gì nè, muốn có con phải từ từ, chứ đâu mà muốn có là có liền được. Nhưng mà vợ tao dữ, hối tao, bắt tao làm hoài tao mệt chứ sao. Cậu, người ta có vợ người ta thích tiêu mồ, cậu nói kỳ vậy? Chắc là vợ của người ta thương người ta. Còn vợ tao á, nó không có thương tao. Nó cứ cào cấu, gịch tao cứ ngắt à, không buông cho tao thở nữa. Cậu, chuyện vợ chồng cậu tự nhiên cậu đi nói với tôi làm chi? Thì tao nói cho mày biết là tao đang khổ. Ai biểu hồi đó mày xúi tao, mày nói là lấy vợ vui lắm, sướng lắm, còn bắt tao học làm chú rể nữa. Riết rồi không có tối nào tao ngủ yên hết á. Giờ tao buồn ngủ nè, phải đi theo mày ra đây đặng kiếm chỗ ngủ á. Nếu vậy á, để tôi cắt lá chỗ tán cây kia kìa, lót cho cậu ngủ. Tôi cắt cỏ xong rồi kêu cậu về. Thôi, vậy thôi mày đi cắt cỏ đi, tao tự lo được, đi đi. Được không á? Được. Vậy cậu chờ tôi nghe. Quỳ đi đâu đây? Em ra đây để cho anh hay tin này nè. Tin của Lan hả? Dạ không có. Tin của chị Lan á, thì em với Tí cũng trông lắm. Nhưng mà Tí nói á, để năm nữa, nửa tháng nữa rồi ra nhà dì Mai hỏi thăm coi sao. Vậy chứ tin gì? Đố anh biết á. Anh không biết, nhưng mà nhìn thấy em vui như vậy á, anh cũng mừng. Vậy để em nói cho anh nghe nha. Ừ, em nói đi. Tí đã đồng ý cho hai tụi mình qua lại với nhau rồi. Em nói thiệt hả? Thiệt. Tí còn nói là bản tay của má xong sẽ cho hai tụi mình cưới nhau luôn á. Hay quá. Cha đã quá, đã quá, đã quá, đã quá, đã quá. Anh sao vậy? Anh mừng quá Huệ ơi.